shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn. Kingmansport.vn, thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Một trong những cái form tài chính cũng rất là quen thuộc thôi, khoảng 100 tỷ. Anh em cầy đâu đó chắc cũng khoảng vài tháng đấy. Bác chủ cũng là một cái ác cầy cũng khá là chay đấy ạ. Được 100 tỷ, hình như là cũng đã mua bán vài đội hình rồi. Và bây giờ thì phá sạch cả cái đội hình của mình đi. Tôi nhìn vào đội hình còn mỗi cái nịt thôi. Đấy, các bạn nhìn đội hình còn mỗi cái nịt. Thực ra là tôi rất thích những cái đội hình còn mỗi cái nịt như thế này. Hình như là bác chủ bác ấy build một hình của Barca rồi thì phải, vì đang có con Zidane của mùa FA. Đấy. Và ngày hôm nay thì bác chủ bác ý cho tôi một cái cao kiến là em đang thích một đội hình với Lukaku. Đấy. Thì bác ấy bảo là anh đầu tư cho em nhiều tiền vào hàng công một chút mà, vì em thích một đội hình hàng công nó khỏe, sau này em nâng cấp dần dần sau. Thì tôi thấy là Kuden nếu như mà mua xuất sắc nhất thì các bạn có thể lấy mùa 21 TS. Đấy, 21 TS với những cái bộ chỉ số rất là đẹp. Tốc 110 năm mà tốc độ sút xoáy và đánh đầu mạnh, hoặc cũng có thể là Totti các bạn nhé. Đây đang là hai mùa giải tốt nhất của Kuden. Cái mùa World Cup 22 này thì nó cũng chưa thanh khoản lắm. À, cũng mua được đấy, cũng có thể mua được, nhưng mà chắc là tôi sẽ bú cho bác chủ môn Kuden nhìn chiến một tí mùa này nhá. Bú con Kuden Totti 22 để làm đầu tàu nhá. Vì thực ra là mỗi người gửi cho tôi muốn mỗi người sẽ có một cái chất riêng. Tôi đã cố hỏi bạn ý là em phải cho anh một cái con hàng nào đó em muốn có trong đội hình để làm chất riêng trong video của em, thì bạn ý bảo là lấy cho em một con Kuden cháy. Thôi, tôi chốt luôn cho bác chủ một con Kuden cháy là 38 tỷ nhá. TS cũng ngon các bạn. Thực ra TS nó cũng là một cái mùa rất là đỉnh rồi. TS có ma tốc độ, nhìn đá rất là khoái luôn đấy. Inter thì mình hỏi là build Inter được không, thì bác chủ bảo là em chơi Inter qua rồi, chắc là thôi anh ạ. Nên là thôi, tôi vẫn sẽ nghe form của bác chủ như thế nào nhé. Đây, bác chủ bảo là em chơi MU Inter nhiều rồi, anh ơi Chelsea đi nhé. Ok nhá, thế là Chelsea đi. Rồi, bác chủ bác nghĩ lại thích Chelsea, nên là tôi bú trước một con Kuden 22 Totti 38 tỷ. Và số tiền còn lại thì tôi sẽ hoàn thiện một đội hình của Chelsea nhá. Rồi bắt đầu thôi. Đây, có ngay team Chen luôn này. Cộng 5, 111 quay đầu. Ở hàng phòng ngự chắc là bú một con Rudiger luôn các bạn ạ. Nhanh chóng. Rudiger của MU, một trong những trung vệ khét nhất trong tầm 10 tỷ. Rồi 11 tỷ 7. Kuden đầu tàu rồi. Bác chủ chắc muốn hàng công khủng anh em ạ. Chắc vẫn phải bú cho bác chủ một hàng công nhìn nó xìn xịn một tí. Seva. Ui, Seva mà mua nghe cũng hơi giáp nhờ. Seva mà mua luôn thì chắc là có vẻ hơi khó đấy. Hai con này nhiều tiền quá nhờ. Nhưng mà Seva ngon các bạn nhé. Nói gì thì nói thì Seva vẫn là con hàng ngon. Bác chủ bác ấy bảo tôi là anh cứ build cho em hai con tiền đạo tầm 60 tỷ. Chả có nghe bú con mẹ tiền đạo cho bác ấy khỏe một chút nhờ. Torres thì không bao giờ bằng Seva được các bạn ạ. Torres không thể so được với Seva đâu. Seva của mùa CAP này vẫn cháy hơn Torres của mùa EBS các bạn nhé. Rồi tôi lấy cho bác chủ thêm một con Shevchenko nữa. Ôi thế này thì hơi lệch nhở. Thế này đội hình đéo còn nhiều tiền để build nữa đâu anh em ạ. Nghe vẻ hơi căng đấy. Nhưng mà bác chủ bảo là build cứ to tiền đạo để sau này em nâng cấp dần. Mày có đồng ý với hai con tiền đạo này không em? Ok không em? Anh lấy 2 ST nhá. Cú đen hay là giảm TS nhỉ? Đấy, Lukaku TS thôi cũng được. Thực ra cú TS cũng là một mùa rất cháy. Cú này thì nó giảm được 10 tỷ. Tôi lấy 26 tỷ rưỡi đi. Cú 21 TS và Seva, hai con này cũng gần 60 tỷ là được rồi. Sau đó thì cú TS được nha anh em nhá. Cú TS và Shevchenko và Tingler là cũng chạy 120 mấy rồi đấy. Và đội chỉ số 120 đẹp. Cặp song sát là như vậy. Rồi đôi trụ. Bây giờ chúng ta đến với hàng tiền vệ. Hàng tiền vệ cũng phải rắn một chút anh em ạ. Tiền vệ trong cái form tiền này Balak đâu nhỉ? Balak bao tiền nhỉ? Đẹp. Ai lại mua Balak của tôi lại giảm giá này bây giờ không này? Ông nào phá giá Balak ấy nhở? Vãi bìu ạ, Balak đang ngon như thế này mẹ. MC nó rất là hợp tiền với tôi. Tự nhiên giảm con mẹ xuống 2 tỷ thì mua kiểu gì? Chịu ơi, làm quả như này chịu ơi. Thôi là một Tomori trung vệ đã nhá. Cho nó chắc cái đội hình hàng phòng ngự là Rüdiger và Tomori là xong. Tôi nghĩ là cũng không cần đầu tư quá lớn đâu. Tomori, SPL ngon đấy nhở? Săn được con SPL này thì đỉnh quá. Con này, con này liệu có săn nổi không? 3 tỷ 2. Chắc là khó đấy, thôi lấy con này để mua luôn, chơi luôn đi nhá. Con này tỷ 9 là nó nhả rồi, bỏ Tomori của mùa SPL ra. Con này mà mua được 3 tỷ 2 thì quá ngon. Cặp trung vệ Tomori với Rudiger, hai con đều chạy 120 luôn các bạn ạ. Tôi đang cân đối đôi giữa đây, đôi tiền vệ. Tự nhiên lại đéo mua được con kia cay thế nhở. Đéo mua được con Balak thì đành phải đổi sang phương án khác các bạn ạ.
lấy Gullit đi bạn nhá. Nào con Gullit đá giữa bạn. Gullit MC. Ô đệt mẹ, bây giờ cũng bị ảo giá à? Thằng đéo nào cũng giảm nhờ. Gullit MC bây giờ còn 4 tỷ thôi, chắc là mua được. Vì anh em nhìn thấy cái số lượng giao dịch nó cũng khá là nhiều, 17 lần giao dịch, thì tôi nghĩ là săn vẫn về nhá. Lấy con Gullit đá CDM và bây giờ chúng ta bú thêm con CDM nữa là xong. Essien hoặc Perty là hợp lý anh em ạ. Essien MC mùa BTB này là hơi căng các bạn ạ. Tôi muốn đầu tư cho đôi cánh nữa. Perty thì chắc là lấy mùa Úc thôi. Không, bác chủ bác ấy thích hai con tiền đạo xịn để đắc bác ấy nâng cấp lên, nên là tôi cũng chiều theo bác chủ thôi các bạn, không sao cả nhé. Perty hoặc là Essien thôi, hai con lựa chọn này anh em thích con nào hơn. Về sút thì Perty sút tốt hơn, sút xa đỉnh. Thôi lấy Perty đi. Một trong hai đều ok các bạn. Hai con này hợp tiền phết. Essien 5 tỷ thôi. Thôi lấy Essien đi nhá. Lấy Essien đi. Hôm nay lấy Essien vậy. Bây giờ chúng ta còn 23 tỷ để đầu tư cho đôi cánh này. Đôi cánh có thể lấy Eden Hazard nhỉ. Hazard EBS. Hazard khá là ngon nhỉ. 12 tỷ cơ à? Cao thế. Kevin đi, lấy mẹ con Kevin đi. Tôi nghĩ Kevin có thể mua một mùa đá cánh được. Lấy Kevin EBS nó hợp tiền hơn và sau này có thể đổi sang những vị trí khác. Con này có thể đá cánh được các bạn nhé. Kevin tốc, mẹ tăng tốc 120 cơ à? Nhanh đấy. Thì tôi lấy con Kevin tầm 11 tỷ thôi. Rồi Kevin 11 tỷ. Nó sẽ đá cam lệch phải. Và tôi cần một con cam lệch trái nữa. Lấy Hazard. Hazard EBS thì bây giờ hết tiền rồi. Vì vẫn còn chưa mua đủ. Pedro một lạnh cao tiền nhờ. Tôi kiếm 2 chân 5 năm nhé. Phải lấy 2 chân 5 năm anh ạ. 2 chân 5 năm con Pedro mùa này. Con này mà bú được thì cũng ngon đấy nhé. 4 tỷ. Con này bú được 4 tỷ thì quá là chất lượng luôn đấy. Pedro FA. Nếu mà thích thì tôi vẫn thích Hazard hơn một xíu. Vì Hazard mùa này chạy rất cháy phố mà tốc độ. Nhưng mua Hazard thì lại hết con mẹ tiền. Nghe căng nhờ. Zola LL á, mua nổi không? Không mua được. Đang định ngắm đến con Pedro của mùa này này. Không biết là con này có mua được không? 4 tỷ, 4 giao dịch. Bú tạm đi nhá. Con này tôi nghĩ là cố săn là bác chủ vẫn săn được ấy. Con Pedro của mùa BTB này này, săn là vẫn về thôi. Hợp lý đấy. Cho Pedro mùa này Kevin một cánh. Bây giờ chúng ta lấy một con thủ môn nữa. Đang con thủ môn tầm 100 trở lên mà. Sau đó chúng ta cân lại đôi cánh lốt là xong các bạn ạ. Tỏi à. Thủ môn của cái team này anh em có thể lựa Tỏi, lựa Mendy hoặc là Piszczek. Mendy để bắt cũng rất hay các bạn nhé. Mendy cũng là một lựa chọn hay, bắt rất ảo. Củ Tỏi thì được cái là ném bóng hay. Thôi hôm nay tôi sẽ chơi Mendy đi nhá. Tôi sẽ chơi Mendy của mùa này. Mùa 21 UCL. Tỏi thì vẫn cảm thấy yên tâm nhưng mà tôi đang hơi cấn với phương án Tỏi vậy. Mendy bắt hay mà, con này bắt rất hay đấy. Tỏi thì chắc là chỉ lấy con MOG hoặc là EBS thôi. Tiền này cũng không cần đầu tư nhiều thủ môn lắm. Tỏi mùa E21 này. Ừ, Tỏi thì nó có lẽ bóng xa, đôi khi cũng rất là yên tâm. Tỏi BOE sao lên giá ảo đấy. Con này thì hợp lý phết này, 2 tỷ rưỡi. Lương 18, Mendy lương cao ấy nhở. Mendy lương 19 liền. Nói chung là cơ bản là anh em là con MOG này cũng được rồi. Tôi chơi con MOG rất là nhiều, bắt yên tâm nhá. Thôi lấy Tỏi đi. Tỏi 1 đối 1 đầy đủ, lén bóng xa và cản tạt bóng. Thế thôi các bạn ơi, thủ môn tạm như thế này thôi. Rồi chúng ta có con Tỏi này. Bây giờ chúng ta bắt đầu cân lương xem là đôi cánh như thế nào nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bảng cân lương nhá. Tôi sẽ đá hai tiền đạo với sơ đồ hình là 4-2-2. Đầu tàu sẽ là Lukaku này. Lukaku, Kaku với mùa TS cộng 5. Ở đây sẽ Andriy Shevchenko. Shevchenko mùa cáp thì đá cũng cháy con mẹ phố luôn anh em ạ. Cặp tiền đạo đâu đó khoảng 60 tỷ như những gì bác chủ đang thích. Đôi trụ lấy Gullit. Tính ra này bị phích giá này các bạn lại rẻ nhá. Ngày xưa nó tầm khoảng 7-8 tỷ, bây giờ còn 5 tỷ thôi. Cố săn thì nó vẫn sẽ về. Balak tự nhiên mất này, thành ra tôi phải đổi sang Essien này. Không là lấy Balak thì vẫn yên tâm hơn. Anh em thể lấy Essien hoặc lấy Perty nhá. Thì tôi lấy đôi trụ là Essien với Ruud Gullit. Cặp trung vệ thì Rüdiger chắc chắn có một suất đạt chính rồi. Rüdiger U bên cạnh Tomori. Ngoài ra anh em có thể lấy Silva hoặc là De Zaini cũng được. Nhưng mà mấy cái mùa ngon của nó như vậy cao quá. Thì tôi nghĩ là tầm tiền ít thì lấy Tomori như thế là đủ rồi. Thủ thành lấy củ Tỏi này. Tỏi MOG. Lâng nghe Tỏi MC cũng được nhưng mà thôi chưa cần thiết lắm đâu. Lấy con Tỏi hơn tỷ thôi là được. Bên này là Kevin nhá. Tôi lấy Kevin đá cam lệch phải. Kevin EBS chạy cũng rất cháy luôn nhá. Còn bên này đang lấy Pedro của một BTB. Con này đang hơi cấn, không biết là liệu có về được không. Nếu như mà không về được thì tôi có thể đổi sang những phương án khác. Nhưng Pedro mùa này được ấy, mua được là ngon. Hai chân như một, chạy rất khỏe. Đó đang là cái form chính của anh em mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cân đôi cánh. Kể ra là đôi cánh thì thoải mái đấy. Có 34 lương cho đôi cánh cơ mà. Thoải mái anh em thể là con James bên này này. GCJ một cánh là đẹp. James chạy rất nhanh. GCJ lấy mùa 20U này thôi là được rồi. Chạy 107, khỏe, lương 16. Làm con James này. To khỏe, chạy đầm, ok luôn. Cánh còn lại lương 18 thì thoải mái luôn. Lương 18 quay đầu. Rất nhiều những option luôn anh em ạ. Ben Chilwell lương 17. Lấy mẹ Ben Chilwell luôn được các bạn ạ. Cặp cánh Ben Chilwell với cả GC James. Ok chưa các bạn? Nhìn ổn nhờ. Con này có 800 thôi. Moomin là chúng nó cũng phà về ngay. Hợp lý phết. Thực ra thì cũng có nhiều lựa chọn.
Còn lại lưng 17, một cái con lưng 17 nữa thì tôi nghĩ cũng nhiều phép. Lưng 15 cho tới 17 nhé. Có thể là Benchwell này, Epiniqueta có thể đá cánh được, có phổi luôn. Được chưa ạ? Tôi nghĩ đây là một cái form đẹp các bạn nhé. Thực ra tôi đang hơi cấn với phương án của Pero này. Nếu như mà thay con Pero này thành con Hazard của mùa EBS thì là đúng vừa lương luôn đấy. Đó anh em ơi, tôi nghĩ như vậy là đẹp rồi đấy. Số tiền này tôi đang mua, đây, mua thêm con James nữa là xong bài nhé. Con James này chắc là mắc là về thôi. Tỷ 1 thôi, cứ lấy tỷ 2 là về rồi. Không phải vội lắm, lấy tỷ 2 là về thôi. Đẹp nhá, 100 tỷ với Chelsea thì vẫn còn dư tầm 5 tỷ rưỡi nữa. Nhưng mà tôi đang phân vân là liệu mấy con hàng kia có về hay không. Thì tôi vẫn dự bị 5 tỷ rưỡi để mặc cả các bạn nhá. Sau đó thì tôi có thể mua thêm những con hàng dự bị, hoặc cũng có thể là đổi form. Nếu như mà Hazard chưa thể, Hazard thì anh em mua để mua EBS là ngon lắm đấy. Có thể đổi bù trừ con nào để lấy Balak cô A? Đổi bù trừ con nào để lấy Balak á? Mày muốn lấy Balak á? Balak thì bỏ Essien. Thế nếu như mày muốn lấy Balak nhá, thì mày bỏ cho anh con Essien này ra này. Bỏ Essien ra. Nếu như mà mày muốn lấy Balak ở giữa sân thì phải lấy những cái mùa như thế này này. Bây giờ là có mùa Cap, mùa EBS và mùa Chen. Lấy mùa Chen được không? Mùa Chen này thì bạn mười mấy tỷ đấy. Mùa EBS này bao nhiêu? 19 tỷ. Muốn nhét con Balak vào đây thì em phải bán Kevin đi. Bỏ Kevin đi mất. Coi như lấy Gullit với Balak, bỏ Kevin, giảm Kevin xuống. Cấn vết nhờ. Balak này đéo đủ tiền luôn ạ. Balak Cap khó mua lắm. Bây giờ best nhất là phải mua con Chen. Best nhất phải mua con Balak Chen. Không thì chắc là mua EBS này nó dễ mua này. Mua EBS cục đá CDM được. 19 tỷ ở bây giờ mà tôi phải bỏ hai con này ra, sau đó bù vào hai con cánh bé bé xinh xinh thì may ra nó mới đủ các bạn ạ. Tiền đạo 3.000 cũng muốn ngon. Thế thì giảm con mẹ cánh đi, lấy cánh như cả Hazard LH với cả một cánh nhỏ thôi cũng được. Đây là cái form mà mình nghĩ là ổn nhất nếu như mà hiện tại bác chủ build là như thế này. Đây, cái form 100 tỷ tạm thời là form đầu tiên chúng ta chốt là như thế này các bạn nhé. Nhưng mà bác chủ đang cấn với phương án là muốn con Balak vào đây, thì tôi sẽ làm thêm một phương án nếu như mà lấy Balak vào đây nhé. Balak vào đây thì bỏ Essien, chúng ta phải lấy Balak ít nhất là mùa EBS hoặc là mùa Chen thì nó mới dễ mua được. Ngày xưa là con MC còn dễ, nhưng mà bây giờ đéo có MC thì nó khó chịu thật. Ví dụ EBS vào đây này, chúng ta sẽ phải bỏ đây và bỏ đây luôn. Đây, chúng ta sẽ cùng thêm phương án đó nhé. Rồi, tôi sẽ bỏ cả Kevin luôn, bỏ Pero luôn nhá. Rồi anh em hãy cùng theo chân tôi này. Rồi vẫn là những cái form cũ là như vậy. Bây giờ chúng ta lâng lên con Balak. Balak là ít nhất phải lấy con mùa EBS. EBS mới là dễ mua. Con này cũng phải săn cơ. Con này 17 tỷ rưỡi là vẫn phải săn, chứ chắc là về dễ. Tôi nghĩ là con EBS này về dễ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng cân form luôn. Đôi cánh này cái tầm ảnh hưởng không quá lớn thì mày lâng sau cũng được nhá. Mày lấy đôi trụ 6 cầu thủ chốt ở giữa này mày lấy trước cũng ok. Để Balak, Gullit, Seva, Kuden. Bây giờ đôi cánh anh em có thể nhỏ nhắn thôi, 7 tỷ là mua đôi cánh vẫn ngon mà, đúng không? Bùi Won Pero vẫn là được luôn. Pero BTB vẫn là đủ. Con này cố săn thì chắc vẫn được, không thì lấy Hazard LH thôi. Bây giờ còn 3 tỷ 2. 3 tỷ 2 này con Hazard của mùa LH6 vẫn đủ tiền, đúng không? Đúng đủ tiền luôn, 3 tỷ 2 ok luôn. Hazard với Pero là đôi cánh, thế là xong. Sau này mày lâng lên thì mày lâng cũng được, anh nghĩ như vậy là đẹp. Hazard LH thôi, lấy xương sống giữa, sau đó đôi cánh thì có thể thay đổi nâng cấp sau được, chạy cháy luôn. Đấy, lương form vẫn 229, được chưa ạ? Đẹp chưa? Con Pero này nếu như không mua được thì có thể đổi sang Kevin MC cũng là phương án hay nhá. Đấy, mày muốn có Balak anh vẫn cho mày Balak luôn, được chưa ạ? Đây là form thứ hai các bạn này. Balak EBS bên cạnh Gullit uy tín luôn, cặp tiền đạo vẫn là như vậy, cặp trung vệ vẫn vậy, chỉ thay đổi lại là đôi cánh thôi, giảm Kevin xuống thành Hara. Có thiếu cái đéo gì không ấy nhở? Mình có bỏ con nào hơn không? Đủ mà đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đấy, mẹ đẹp luôn ạ. Ok chưa anh em? Thấy ok chưa? Sang chảnh chưa? Form này là ra gì đấy nhờ? Sau này mày lâng lên Hazard to hơn, Pero to hơn cũng được rồi, anh nghĩ như vậy là đẹp nhá. Thiếu lương thì bóp lại đôi cánh, được chưa? Rồi ok anh em ơi, tôi nghĩ đây là form Chelsea thứ hai cực kỳ đẹp. Rồi bây giờ còn đâu đó khoảng hơn 30 tỷ nữa thì mày mua gì thì mình mua nhá, dư lại cho mày làm gì mày làm, quá đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi sang khác đi, chợ tiếp đây. shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn.